Audio xin chào các bạn nhé. Và hôm nay em setup một cái bộ âm thanh. Bộ này là bộ chuyên để nghe nhạc vàng, nhạc acoustic hay gọi là bolero, để cho các bác gần xa là tham khảo. Bộ này thì em theo tai em là em phối ghép là cũng rất là tốt rồi, với cái giá thành cũng tương đối là hợp lý. Đấy, tương đối là hợp lý thì là em phối ghép cái bộ này. Một cái cặp loa Ditton 15XR. Đây là một cặp loa là hết số của dòng Ditton 15 rồi các bác nhé. Đây là đời 15XR, là dòng cao cấp nhất sau đời đầu, đời trung và đời chót của cái dòng là 15XR. Thì đôi này thì các bác biết rồi, dòng Ditton 15 thì để chuyên để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình. Đấy, thì đôi này thì em có một số ngày trước em đã đưa lên cho các bác rồi, về giá đôi này thì em báo luôn với các bác là giá là 10,5 triệu. Đấy, gồm cấu hình gồm là một loa bass 20, một con tép dom và một con bass cộng hưởng ở phía dưới. Về hình thức loa thì rất đẹp nha các bác nhé, rất đẹp, thành quách, không bể lở bong chóc hay là các góc cạnh thì sắc nét, không có vấn đề gì. Em đang phối ghép cùng một con âm ly Philips 790 của Hà Lan. Dòng Philips này là dòng Philips sản xuất tại Hà Lan này các bác nhé, nó chạy 4 sò nhôm. Với công suất là từ 20 đến 25W một vế. Thì em phối ghép với cái bộ này là em thấy là rất là tốt, với cái giá thành là giá loa là 10,5 triệu và con âm ly để em bán với giá là 7 triệu. Cả bộ là em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đấy, cả bộ là em bán với giá là 17 triệu. Đấy, có những âm ly là 6 triệu rưỡi và loa là 10,5 triệu. Còn bác nào mà có nhu cầu mua thêm con đầu CD Philips này thì em cũng là bán luôn các bác nhé. Philips này là Philips 820. Đấy, Philips 820. À, xin lỗi các bác, mà Philips là 620. Con này là chạy là giải mã 1541. 1541 R1 và mắt CDM 4. Con này là một con rất là hay. Trong cái tầm giá là tầm 6 triệu hơn một tí, cũng rất là hay. Và sau đây là em cũng phối ghép để em mời các bác mình nghe thử luôn. Cái giá thành như thế thì em thấy rằng là rất là hợp lý đối với các bác là chơi trong cái tầm giá tiền. Đấy, một cái dòng Ditton này thì các bác biết rồi. Đấy, dòng Ditton 15 này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Ghép với con Philips này thì em thấy rất là hợp. Con này thì Philips này là có một cái size là nó rộng tầm khoảng độ 50 nữa các bác nhé, 50-52 gì đó. Con này là radio vẫn hoạt động bình thường hết, tất cả lúm nút là có chỉnh bass chép ba lăng, volume ba lăng bass chép. Còn ở phía trên này là mặt của radio nha các bác nhé. Đây là hàng lúm nút là chọn, ở phía dưới là chọn phần radio, còn ở trên này là các chế độ về âm thanh có lau lớt. Con này thì zin nguyên bản, tất cả con Philips bộ này thì zin nguyên bản, chưa động chạm một cái gì nha các bác nhé. Về loa thì em quay các bác tận cảnh, loa rất đẹp. Trời còn mưa hoài trên phố hàng cây, không có ai. Loa thì có đầy đủ e căng luôn các bác nhé. Loa thì có đầy đủ e căng luôn, e căng thì có cả tem mặt luôn nhé các bác nhé. E căng zin, e căng zin, vải zin luôn. Chiếc bên này đây, chiếc bên này cũng đầy đủ tem mặt luôn các bác nhé. Thiết kế với cọc bắp chuối là cắm có thể bắp chuối và càng cua và có thể là gài dây trực tiếp luôn nha các bác nhé.
gân loa cho các bác nhá, tất cả mọi cái rất đẹp. Nhiều năm qua rồi, tôi là người lính chiến quên thân mình giữ làng. Những chiều rừng hành quân hướng về người em gái. Bác nào mua cả bộ thì em sẽ tặng cho các bác là bộ rắc ở phía sau này các bác nhé, cái rắc ở phía sau. Nhớ trước hiên nhà tranh có dàn hoa màu trắng, em cười nói xinh xinh. Đêm nay bước chân tôi trở lại làng xưa, sao lấp lánh trên hoặc các bạn kết bạn vào Zalo với
bác nào mà muốn mua lẻ thì âm ly thì em cũng bán, và muốn mua lẻ hoa thì em cũng bán nhé. Giá thì em báo ngay từ đầu bài rồi. Bác nào mà có nhu cầu các bác cứ gọi điện alo cho em. Và cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm và theo dõi video. Chào các bác nhé.